Chào các bạn, mình là Tiến, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới. Thì trong video này mình sẽ nói về camera trong phần mềm nhé. Thì video này mình tạo ra nhằm mục đích là giúp các bạn mới bắt đầu với phần mềm thì có thể hiểu được các thông số của camera và có thể setting cài đặt cái thông số của camera hợp lý nhất trong cái phần mềm của mình. Thì camera mà mình đang sử dụng ở trong phần mềm á thì nó sẽ được mô phỏng các thông số giống như là cái camera ở ngoài đời thật. Thì mình sẽ đi tìm hiểu một số cái thông số của cái camera bên ngoài đời thật nhé. Cụ thể ở đây thì mình sẽ nói về máy ảnh. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tới với cái định nghĩa của máy ảnh nhé. Máy ảnh là một cái thiết bị mô phỏng cách thức nhìn thấy của mắt người và dùng để lưu trữ hình ảnh. Thì đối với máy ảnh á, thì mình có thể chụp hình nè, quay video để sử dụng nó thành tài liệu để lưu trữ. Hiểu một cách đơn giản thì cơ chế hoạt động của máy ảnh tương tự như là cơ chế hoạt động của mắt người. Có thể hiểu là cái máy ảnh nó sẽ được mô phỏng trực tiếp từ cái mắt người mình á. Thì giống như là cái phần ống kính của máy ảnh á, thì nó sẽ giống như là cái thủy tinh thể của mắt. Thì cái phần cảm biến của máy ảnh á, thì nó giống như là cái phần võng mạc của mắt mình. Và trên võng mạc thì nó sẽ có một cái điểm gọi là điểm vàng. Thì ánh sáng nó sẽ chiếu vào cái điểm vàng đó và chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh thực tế của cái vật thể bên ngoài. Thì để chụp một bức ảnh á, thì ánh sáng phản xạ từ vật được khúc xạ qua hệ thống thấu kính, được hội tụ tại phim hoặc là cảm biến. Qua quá trình xử lý sẽ cho chúng ta một cái hình ảnh được lưu trữ trên file mềm hoặc là file cứng. Thì trong mắt mình á, sẽ có một phần gọi là con người hay còn gọi là đồng tử. Thì cái phần này nó sẽ là một cái phần giống như là nó co giãn giúp cho cái phần ánh sáng khi mà truyền vào mắt mình nó được điều tiết á. Có nghĩa là khi mà con người nó giãn rộng ra thì cái mắt mình sẽ được nhận nhiều ánh sáng. Và khi con người mình nó hẹp lại á, thì mắt mình sẽ nhận được ít ánh sáng hơn. Và thường thì khi mà chúng ta tiếp xúc với ánh sáng mà nó sáng quá thì con người của mình nó sẽ bị nhỏ lại. Và trong cái việc mà chúng ta hoạt động vào ban đêm á, thì con người nó sẽ mở rộng ra để đón được nhiều ánh sáng hơn. Thì cái máy ảnh nó cũng thế. Thì trong máy ảnh người ta gọi đó là các lát khẩu. Nó sẽ tạo ra một cái thông số đầu tiên của chúng ta, đó là khẩu độ. Thì khẩu độ là một cái độ mở của cái ống kính hay là các lát khẩu. Thì giúp cái máy ảnh của chúng ta có thể điều tiết được cái lượng ánh sáng đi vào đến cái cảm biến với máy ảnh của mình. Thì đối với cái khẩu độ này á, thì sẽ có một cái thông số gọi là số F, hay còn gọi là giá trị F hoặc là F-stop. Thì cái số F này á, là cái giá trị cho chúng ta biết được kích thước mở của ống kính được tạo bởi các lát khẩu. Thì đối với cái số F này á, thì mẫu số của F mà càng nhỏ thì khẩu độ nó sẽ càng lớn, và ngược lại mẫu số càng lớn thì khẩu độ càng nhỏ. Cái khẩu độ mà càng lớn á, thì lượng ánh sáng nó đi qua cái ống kính của mình càng nhiều thì giúp cho cái bức hình của chúng ta sẽ càng sáng. Thì cái khẩu độ càng nhỏ á, thì cái lượng ánh sáng nó đi qua trong cái ống kính của mình nó càng nhỏ và nó làm cho ảnh nó càng tối. Thì các bạn đang thấy trên màn hình á, là đây là cái phần liên quan tới khẩu độ lớn nè. Chúng ta sẽ thấy một bức hình nó cháy sáng. Thì khi mà khẩu độ nó trung bình á, thì chúng ta sẽ có một cái hình ảnh có cái lượng ánh sáng vừa phải. Còn khi mà cái khẩu độ mà nó nhỏ á, thì chúng ta sẽ thấy một cái hình ảnh nó khá là tối. Có một đặc điểm nữa của cái khẩu độ này á, thì khi mà khẩu độ càng lớn thì có nghĩa là cái độ mở của phần màng trọc nó càng lớn á, thì cho phép cái ánh sáng đi qua máy ảnh càng nhiều. Thì đồng thời nó cũng tạo ra một cái trường ảnh nó đông hơn. Vì chính vì điều đó chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng xóa phông. Thì đối với cái hiệu ứng xóa phông này á, thì chúng ta sẽ có một cái vùng lấy nét cụ thể. Khi mà chúng ta điều chỉnh cái vùng lấy nét tới cái vị trí nào đó thì cái phần đó sẽ nát, và phần từ cái phần đó trở về trước, trở về tới cái phần camera của mình á, nó sẽ bị mờ. Và cũng từ cái khoảng nát đó thì nó sẽ đi ra phía sau, phía xa á, thì nó cũng càng mờ dần. Thì một cái thông số thứ hai á, đó là tiêu cự. Hiểu đơn giản, tiêu cự ống kính là một đơn vị đo tính bằng mm, là khoảng cách giữa tâm quang của ống kính và cảm biến của máy ảnh. Thì đối với mắt người á, cái tiêu cự của mắt mình á, là nó sẽ là khoảng cách của phần đồng tử đến cái phần điểm vàng của mình. Tương ứng với cái độ dài tiêu cự khác nhau á, thì chúng ta sẽ có những cái góc nhìn khác nhau. Thì chúng ta sẽ có chia làm 4 loại góc nhìn của ống kính. Đầu tiên là góc rộng. Thì cái phần góc rộng này á, nó sẽ rơi vào từ 10 đến 35 cho cái độ dài tiêu cự. Thì cái này nó sẽ phù hợp cho việc chụp kiến trúc và phong cảnh. Thì đối với cái độ dài tiêu cự bình thường á, thì nó rơi vào tầm khoảng 35mm đến 70mm. Thì cái này nó sẽ phù hợp với việc chụp đường phố và tư liệu. Thì cái khoảng mà độ dài tiêu cự rơi vào tầm khoảng 70 đến 135mm á, thì cái này nó sẽ phù hợp với chụp chân dung và chụp theo kiểu như là mô tả hình ảnh, giống như là chụp một cái công trình mà ở xa. Thì các bạn có thể hiểu á, tele á, là chụp theo kiểu như là chụp cận, chụp chung tới và chụp kiểu như sát với vật thể.
Một cái nữa là telephoto, là kiểu như là chụp xa hơn nữa, chụp gọi là chụp bám sát vào vật thể luôn á. Thì cái phần độ dài tiêu cự này á, nó sẽ phù hợp cho việc chụp thể thao, chim hoặc là những cái động vật hoang dã. Thì đối với từng cái nhóm tiêu cự này thì chúng ta sẽ ứng dụng vào việc mà chụp hình và render hình cho nó phù hợp. Thì ngoài những cái ống kính trang á, thì chúng ta sẽ có một cái ống kính nữa, một cái loại ống kính nữa, đó là cái ống kính theo kiểu như là mắt cá. Thì cái ống kính này sẽ giúp chúng ta nhìn một cái không gian nó rộng hơn nữa, và các đường thẳng ở trong không gian của mình á, nó sẽ bị cong. Thì cái hình này á, là cái hình mà đang chụp bằng cái ống kính mà mắt cá. Còn đây là một cái bản quy đổi về góc nhìn và tiêu cự ống kính. Vì đa số các phần mềm diễn họa sử dụng góc mở theo cái đơn vị tính là độ, thay vì là tiêu cự mm để thể hiện cái độ mở của cái ống kính. Nên là mình mới bỏ cái bảng này vào để các bạn có thể là tương ứng với cái phần tiêu cự ngoài thực tế là bao nhiêu, và suy ra được cái góc mở của cái camera trong cái phần mềm của mình là bao nhiêu độ. Ví dụ như là chúng ta có một cái máy ảnh full frame, ống kính 35mm sẽ tương ứng với một góc mở khoảng là 60 độ. Rồi, tiếp đến là tốc độ màn trập. Các bạn có thể hiểu á, tốc độ màn trập là khoảng thời gian mà màn trập mở ra để cho ánh sáng chiếu vào thấu kính, đi vào cái cảm biến của mình. Và nó mô tả cái tốc độ nhanh hay chậm của màn trập khi được mở ra, và lượng thời gian chính xác, hay còn gọi là thời gian phơi sáng, mà máy ảnh của chúng ta ghi lại hình ảnh. Thì các bạn có thể hiểu đơn giản á, là cái máy ảnh của mình á, muốn mà chụp hình á, thì cái việc quan trọng nhất của nó á, thì nó phải có một cái lượng ánh sáng nó đi qua cái ống kính của nó. Và cái lượng ánh sáng này đi qua bao nhiêu á, thì nó sẽ phơi sáng lên cái cảm biến mình bấy nhiêu. Thì ánh sáng này mà càng đi qua càng nhiều á, thì cái lượng ánh sáng trên cảm biến mình càng nhiều, và chúng ta sẽ có một bức hình càng sáng. Và ngược lại, nếu có lượng ánh sáng của mình đi qua ống kính á, đến với cảm biến mà nó ít á, thì nó sẽ cho ra một bức hình nó tối. Thì cái tốc độ màn trập này sẽ chia làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên gọi là tốc độ nhanh. Tốc độ màn trập mà nhanh á, là thường từ 1/125 giây trở xuống. Các bạn có thể hiểu á, là mẫu số càng lớn á, thì tốc độ màn trập càng nhanh. Tốc độ màn trập mà càng nhanh á, nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng là gọi là hiệu ứng đóng băng chuyển động. Thường cái hiệu ứng này á, thường được sử dụng để chụp một cái vật thể di chuyển nhanh một cách rõ nét và không bị mờ hay nhòe. Cái nhóm thứ hai á, là tốc độ màn trập dài, và thường là hơn 1 giây. Thì đối với cái tốc độ màn trập dài này á, thường thì sẽ chụp trong điều kiện thiếu sáng. Ngoài ra, cái điều này còn tạo ra được một cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng chuyển động mờ, thường được dùng trong quảng cáo hoặc là nhấn mạnh chủ thể đang di chuyển. Một cái điều cực kỳ quan trọng khác của tốc độ màn trập á, là độ phơi sáng, quyết định độ sáng của một bức hình. Khi mà chúng ta set cái tốc độ màn trập thấp á, thời gian cảm biến tiếp xúc với ánh sáng sẽ nhiều hơn và làm tăng cái độ sáng của ảnh. Và ngược lại, khi bạn set tốc độ của màn trập cao á, cảm biến của máy ảnh sẽ có ít thời gian để tiếp xúc với ánh sáng hơn và làm cho ảnh của chúng ta tối hơn. Một cái thông số nữa mà mình nghĩ là nên nói luôn, đó là cái độ nhạy sáng ISO. ISO là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới cái độ sáng tối của một bức ảnh, thể hiện cái độ nhạy sáng cho một cái cảm biến máy ảnh. ISO càng cao thì cảm biến bắt sáng càng nhạy, giúp giảm cái thời gian phơi sáng của chúng ta. Tuy nhiên, ISO càng tăng thì độ nhiễu màu và nhiễu hạt càng tăng. Thì đối với ISO á, thì hầu như là những cái hình mà chụp thực tế mới bị. Còn đối với những hình mà render trong phần mềm á, thì hầu như là không bị. Tại vì cái phần ISO này là một cái phần mà cái máy tính của mình có thể xử lý được. Hiện tại thì mình đang biết là những cái phần mềm như Anscape, Lumion hay là Twinmotion, thì những cái phần mềm đó nó sẽ không có cái thông số về ISO này. Lúc trước á, thì mình có sử dụng 3D Max và sử dụng cái camera, physical camera của 3D Max á. Thì trong physical camera của 3D Max á, thì có cái thông số này. Thì chúng ta có thể setting cái độ nhiễu hạt này. Và thường thường á, thì cái ISO này á, là mình sẽ để ở mức là 50 hoặc là 100. Thì đối với thực tế á, ISO 50 hoặc ISO 100 á, sẽ giúp cho bức hình của chúng ta không bị noi. Nên là khi mình setting ở trong cái phần mềm 3D Max á, mình cũng setting nó là 50 hoặc là 100 thôi, chứ mình không có tăng nó lên. Hầu như là mình sẽ thay đổi những cái thông số khác, còn cái thông số ISO thì mình cũng không quan tâm luôn. Thì hồi nãy giờ á, là mình đã đi qua được những cái thông số của camera thực tế rồi. Thì đối với camera trong phần mềm á, thì chúng ta sẽ có những cái thông số nào và chúng ta sẽ sử dụng cái thông số nó như thế nào. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu sau đây. The next day. Ok, thì mình sẽ sử dụng cái phần mềm Anscape để giới thiệu cho các bạn những cái thông số ở trong cái camera nhé. Đầu tiên là trường nhìn. Thì trường nhìn hay còn gọi là độ mở của ống kính đấy. Thì tiếng Anh của nó là field of view. Thì hiện tại là mình có thể thay đổi cái field of view ở khu vực này. Thì các bạn có thể thấy được là khi mình chỉnh cái field of view này á, là cái độ mở của ống kính của mình nó thay đổi, giống như là mình kéo nó lên á, các bạn sẽ thấy cái độ này nó giảm này. Thì nó sẽ tiếp cận tới cái khung hình mình nó gần hơn. Và ngược lại, mình kéo ra xa thì nó sẽ là một cái view nó rộng hơn.
Thì đối với mắt người bình thường của mình á, thì cái field of view này sẽ rơi vào tầm 120 đến 200 độ. Thành ra là khi mình render á, thì cái phần field of view này mình luôn luôn để ở dưới 120 độ. Và thường thường là mình sẽ để ở dưới 110 độ. Các bạn có thể thấy là nếu mà đây là một cái view mà khi mà chúng ta render ra, thì chúng ta sẽ có một cái view nó giống như là cái camera gọi đồ thực chụp ấy, gọi là camera góc rộng ấy. Còn đối với những cái camera theo hướng là chụp cạnh, thì mình có thể thay đổi, giống như là mình muốn chụp cái phần liên quan tới cái máy tính ấy, thì mình có thể thay đổi cái góc rộng này, có thể là 80 độ hoặc là có thể là 60 độ, tương ứng với một cái camera có ống kính là 35mm, tiêu cự 35mm. Thì khi đó chúng ta có thể set cái view như thế này. Thì đó là thông số đầu tiên, đó là trường nhìn, góc mở của ống kính, field of view. Tiếp theo đó là một cái thông số nữa, đó là exposure. Thì cái exposure này sẽ tương ứng với cái việc mà cái độ nhạy sáng của bức hình của mình á. Thì trong cái máy ảnh ngồi đời thật á, thì cái thông số này sẽ được thể hiện ở tốc độ màn trập. Có nghĩa là cái tốc độ màn trập mà càng nhanh á, thì cái ảnh lượng ánh sáng nó vào nó càng ít. Giống như là mình có thể kéo nó xuống như thế này, exposure nó thấp xuống, thì hiện tại thì nó sẽ thể hiện giống như là một cái camera mà cái màn trập nó nhanh. Và tương tự là mình kéo lên á, thì nó bắt đầu nhận nhiều ánh sáng hơn và nó bắt đầu cháy sáng. Thì cái phần exposure này thường thường là mình sẽ chỉnh tay, tại vì chụp hình bên ngoài đời thật á, thì mình cũng chỉnh tay cái tốc độ màn trập luôn để phù hợp với cái không gian đó. Chứ mình rất là ít khi mình để auto. Khi mà để auto á, thì cái hình ảnh của mình nó kiểu như là nó được tự cân bằng á, nên là đôi khi nó lại sáng quá và đôi khi nó tối quá. Nếu các bạn nào mà mới biết dùng và mới biết cảm nhận về ánh sáng á, thì có thể dùng auto, nhưng mà hầu như thì mình sẽ không dùng auto và mình sẽ chỉnh tay như thế này. Mình sẽ cân chỉnh cái ánh sáng nó vừa phải với từng không gian. Thì tiếp tục là một cái thông số liên quan tới khẩu độ, đó là depth of field. Thì cái khẩu độ của mình càng lớn á, nó sẽ cho chúng ta một cái độ sâu trừng ảnh và nó tạo ra được một cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng xóa phông. Thì đây là khu vực mà mình có thể chỉnh cái hiệu ứng đó. Ví dụ như là mình kéo cái hiệu ứng xóa phông này lên, thì các bạn sẽ thấy được là nó sẽ bị mờ này, mờ những khu vực này. Một cái thông số liên quan mật thiết với depth of field này á, là focal point. Thì mình có thể tắt cái auto focus này đi để chúng ta có thể điều chỉnh. Focal point á, là cái điểm lấy nét, thì các bạn có thể chỉnh nó. Nhưng mà hiện tại là mình chỉnh cái điểm lấy nét nó đang ở gần cuốn sách như thế này. Như thế này là mình đang có một cái camera mà nó có khẩu độ lớn để mà xóa phông. Thì đối với cái việc mà dùng cái depth of field này á, thì đối với phần mềm Inkscape hoặc là những cái phần mềm khác thì mình không dùng quá 10% đâu. Có nghĩa là mình sẽ dùng từ dưới 10%. Tại vì cái việc mà xóa phông nó như thế này á, nó cắt như thế này á, thì nó sẽ không giống thực tế. Mình thấy thì những cái lens mà xóa phông ở ngoài thực tế á, thì nó là f1.2 là khá là lớn rồi. Nhưng mà kéo như thế này á, là chúng ta có một cái trường ảnh nó bị xóa phông quá nhiều đi. Và thực tế thì ngoài đời nó sẽ không có chụp được một cái ảnh như thế này, hầu như là vậy. Thành ra là cái depth of field này mình sẽ để ở mức thấp, là dưới 10% thôi. Và cái này mình sẽ ứng dụng để làm gì? Để xóa phông những cái vật thể gần. Thì mình có thể lấy ví dụ như thế này. Thì mình sẽ lấy một cái ví dụ về việc mà xóa phông. Hiện tại thì mình sẽ tăng cái depth of field lên. Ví dụ như là mình sẽ tăng lên tầm khoảng 10% đi. Thì khi mà mình lấy nét tới cái vùng nào á, thì cái vùng nó được hiển thị rõ. Giống như là bây giờ mình sẽ lấy nét tới cái vùng là cái máy tính này đi. Đó, thì các bạn sẽ thấy được cái vùng xóa phông của mình khá là mịn và nó không có gọi là ảo quá. Mình cũng có thể sử dụng một cái phương pháp nữa về việc mà xóa phông này, bằng cách là mình sẽ đi xa ra bên ngoài và sử dụng cái field of view á, góc độ mở của ống kính của mình á, nó sẽ sát tới cái vật thể của mình. Và khi đó chúng ta sẽ sử dụng một cái focal point nó đạt tới cái vị trí của cái laptop. Thì bạn sẽ thấy được là cái độ xóa phông nó mạnh hơn nữa. Thì đối với cái thông số depth of field này chỉ có 10% thôi, nhưng mà chúng ta sẽ có một hiệu ứng xóa phông khá là mạnh. Cái lý do mà để cho cái depth of field của chúng ta nó thấp nhưng mà lại có một cái môi trường xóa phông nó khá là nhiều như thế này á, là do cái độ mở của ống kính chúng ta nó hẹp. Và khi cái độ mở ống kính hẹp á, thì cái camera của chúng ta thì nó sẽ ở xa với vật thể. Chính cái việc camera nó xa với vật thể như thế á, thì đối với một cái camera mà có depth of field thấp thôi thì nó cũng tạo ra được một cái hiệu ứng xóa phông rất là rõ ràng. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ chỉnh lại cái depth of field của mình, có nghĩa là mình sẽ giảm nó xuống chứ mình không có để nó ở mức 10 nữa. Đây cụ thể là mình có thể giảm xuống tầm khoảng 8 hoặc là 6 thì chúng ta sẽ có một cái hình ảnh như thế này.
Khi một cách đơn giản á, khi chúng ta cần một cái hình ảnh nó xóa phông á, không nhất thiết chúng ta phải tăng cái deep appeal lên, mà chúng ta có thể sử dụng một cái ống kính góc hẹp và đứng xa ra cái vật thể của mình và zoom tới vật thể, và khi đó chúng ta sẽ sử dụng một cái deep appeal nó nhỏ thôi, nó phù hợp với cái bức hình của mình. Thì khi đó là cái bức hình của mình khi mà render ra thì nó sẽ trông giống với thực tế nhất. Có một cái thông số nữa, đó là thông số tốc độ bần trọc, mà mình không có nhắc tới tại vì những cái phần mềm mà diễn họa hiện tại á, hầu như là nó sẽ lược bỏ cái phần tốc độ bần trọc đi. Thì kiểu như là những cái phần mềm mà nó mô phỏng giống như thực tế 100% luôn á, thì nó mới có cái thông số tốc độ bần trọc này. Và cái tốc độ bần trọc này nó sẽ cho chúng ta cái hiệu ứng theo kiểu như là motion blur á. Thì mình hy vọng sau video này á, thì các bạn sẽ nắm được một số cái thông số của máy ảnh và hiểu được cái thông số đó dùng để làm gì, và mình sẽ ứng dụng cái thông số đó vào trong cái camera, trong phần mềm của mình như thế nào. Thì nếu các bạn thấy mình đang thiếu cái thông số nào á, thì có thể comment cho mình biết với nhé. Và mình hy vọng rằng là cái video này sẽ giúp ích tới các bạn. Và mình là Tiến, tạm biệt các bạn.